Xin chào quý vị và các bạn. Kho tàng kinh nghiệm của người xưa để lại rất lớn. Chúng ta học cả đời cũng không hết được. Những kinh nghiệm tuy đã xa xưa, nhưng vẫn còn nguyên vẹn giá trị trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Mời quý vị và các bạn suy ngẫm những câu chuyện là những bài học kinh nghiệm quý báu sau đây. Câu chuyện thứ nhất, bức tượng. Có một vị vương tử khôi ngô tuấn tú, nhưng chàng lại bị gù lưng. Dù đã mời rất nhiều đại phu đến chữa trị, nhưng vẫn không khỏi được. Điều này đã khiến vương tử rất là tự ti, không bao giờ dám lộ diện trước quân thần. Quốc vương thấy vị vô cùng là lo lắng, liền đến gặp người thông thái nhất ở trong nước. Người đó kiến nghị với quốc vương một biện pháp. Sau khi về, quốc vương tập hợp tất cả các thợ điêu khắc trong nước, khắc cho vương tử một bức tượng. Có điều là bức tượng đó không bị gù lưng, lưng thẳng tắp, mặt rất là tự tin, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khí chất là hiên ngang. Quốc vương đem cái bức tượng đó đặt trước phủ của vương tử. Khi vương tử nhìn thấy bức tượng đó, chàng vô cùng xúc động, tim đập rộn ràng, lòng rất là ấm áp, hạnh phúc đến rơi lệ. Quốc vương đến bên vương tử và nói: chỉ cần con chăm chỉ học tập, luyện tập, con sẽ giống như thế. Sau đó vương tử luôn luôn chú ý giữ cho lưng mình được thẳng. Vài tháng sau, có người nói: lưng của vương tử đã tốt hơn trước rồi, tốt hơn rất là nhiều. Vương tử nghe thấy thế, vô cùng tự tin. Sau đó càng chú ý giữ thẳng cái lưng của mình hơn. Dần dần, kỳ tích cũng xuất hiện. Lưng của chàng đã thẳng, giống như cái bức tượng kia. Sự bi quan, chán nản sẽ làm thui chột ý chí, có khi trở nên tuyệt vọng, thì bệnh tật và thất bại sẽ tấn công. Lạc quan yêu đời, tự tin, có ý chí và nghị lực cầu tiến vươn lên, ắt sẽ có kết quả tốt đẹp. Câu chuyện thứ hai, Mặc Tử nói chuyện vụng về. Có một lần, Sở Vương hỏi học trò của Mặc Tử là Điền Cu: tại sao sư phụ Mặc Tử của nhà ngươi làm việc gì cũng tốt, nhưng lời nói lại có chút vụng về? Điền Cu trả lời: trước khi nói về thầy của tôi, xin cho tôi kể hai câu chuyện nhỏ sau đây. Người cứ nói đi. Có một người nước Sở sang nước Trịnh bán châu báu. Anh ta dùng chất liệu gỗ cao cấp nhất, làm mộc lan làm hộp đựng châu báu. Sau đó, dùng hương liệu quý xông hương thơm vào chiếc hộp, còn khắc hoa văn tinh xảo, nạm ngọc thạch và ngọc bích xung quanh chiếc hộp đó. Kết quả người nước Trịnh chỉ mua cái hộp mà không mua châu báu của anh ta.
Đây gọi là bán giỏi một chiếc hộp. Còn châu báu thì bán không giỏi. Năm đó, khi Tần Bá gả con gái cho công tử nước Tấn, liền chọn 70 hầu gái xinh đẹp đi theo hầu con gái của ông ta. Đến nước Tấn, công tử nước Tấn lại thích những người hầu gái đó. Còn vị tân nương thì bị lạnh nhạt. Đúng là giỏi gả hầu gái chứ không giỏi gả con gái. Còn ngày nay, so sánh về khả năng ăn nói, một người toàn nói những lời hoa mỹ, kết quả người khác chỉ nghe chú ý đến lời nói, nhưng lại quên mất ý nghĩa của nó. Học thuyết của thầy tôi đều truyền bá phẩm chất tốt đẹp từ thời cổ đại, nói về đạo lý cuộc sống, dùng để dẫn dắt mọi người. Nếu như lời nói của ông quá hoa mỹ, mọi người sẽ chú ý đến văn phong mà quên đi đạo lý ở trong đó. Như vậy sẽ giống như người nước Sở bán châu báu, Tần Bá gả con gái. Do đó, lời nói của Mặc Tử không thích sự xa hoa và hoa mỹ của nó. Câu chuyện thứ ba, sai phương hướng. Có một người cứ thúc xe ngựa chạy về hướng Bắc. Người bạn hỏi anh ta muốn đi đâu. Anh ta bảo rằng muốn đến nước Sở. Nhưng nước Sở ở hướng Nam mà, tại sao anh lại chạy về hướng Bắc? Người bạn nhắc nhở anh, hướng nào cũng vậy thôi, xe ngựa của tôi rất là tốt mà. Xe ngựa của anh tốt, người bạn cố gắng nhắc nhở anh ta, nhưng anh chạy về hướng này là không đúng. Không sao, cái tôi có chính là tiền. Tôi biết là anh có tiền, nhưng anh nên chạy về hướng Nam mới đúng chứ. Cái gì mà hướng Nam với hướng Bắc? Người đánh xe của tôi giỏi thế này, tôi còn sợ cái gì nữa chứ. Anh cứ an tâm ngồi trên xe đi. Người đánh xe quả thực là rất là giỏi. Chỉ thấy anh ta vừa quất cái roi da nghe chát một tiếng, xe ngựa đã vụt đi, bụi bay mịt mù. Một lát sau thì mất hút. Người bạn lắc đầu nói, điều kiện của anh ta rất là tốt. Càng tốt thì càng cách xa nước Sở. Thật là ngông cuồng, chẳng có chút chu toàn nào cả. Câu chuyện thứ tư, mèo và chuột. Ở nước Vệ có một người tên là Thúc Thị, rất thích nuôi mèo. Trong nhà nuôi hơn 100 con. Chuột nhà anh ta và ở hàng xóm đều bị nó ăn thịt hết trơn, không còn một con nào cả. Không hay, không hay rồi. Mèo không có thịt để ăn, cả ngày nó kêu gào đấy. Thúc Thị đành phải mua thịt cho nó ăn hàng ngày. Sau đó mèo lớn sinh mèo con lại sinh ra mèo cháu. Cũng chẳng biết bao nhiêu thế hệ là mèo. Chúng ngày ngày ăn thịt, đã quên rằng trên thế giới này có chuột. Chỉ biết đói là kêu, vừa kêu là có thịt ăn. Ăn no nê rồi cứ đi đi lại lại, nhìn ngó, hoặc nằm phơi nắng mà thôi. Cuộc sống rất là sung sướng, chẳng lo gì cả.
Ở phía nam thành có một thư sinh. Trong nhà thì đầy chuột. Ban ngày chuột chạy thành đàn. Tất cả đồ đạc trong nhà đều bị chúng cắn xé. Người đó nghe nói trong nhà của Thúc Thị có rất là nhiều mèo. Liền mượn Thúc Thị vài con đem về để bắt chuột. Mèo đến nhà của thư sinh. Nhìn thấy lỗ tai chuột dựng đứng. Mắt vừa đen vừa sáng. Có lông đỏ. Tiếng kêu thì hỗn loạn. Không biết đó là gì. Không dám bắt. Chỉ biết chạy theo chúng mà thôi. Thư sinh tức lắm. Bèn ném con mèo vào trong cái đám chuột đó. Mèo sợ quá. Hoảng loạn chạy lòng vòng. Chuột thấy mèo không làm hại mình. Hùa nhau chạy đến cắn chân mèo. Mèo đeo đau quá. Kêu lên một tiếng. Rồi co chân chạy mất biệt. Mèo có sẵn thịt để ăn. Nên không cần bỏ công sức để bắt chuột. Cuộc sống có sẵn để ăn. Có sự ấm no, có người phục vụ tận nơi, nên quên mất đi bản năng tự lập và sinh tồn của chúng. Hãy là chính mình, không lệ thuộc hay bị áp đặt bởi người khác. Hãy tự lập, hình thành kỹ năng thích nghi và sinh tồn tốt. Câu chuyện triết lý cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.